Kính thưa quý vị, có một thực tế ở trong cuộc sống mà ít người muốn nói ra, nhưng đó lại là một nỗi đau, là một điều nhức nhối của các bậc cha mẹ, của những người tư vấn hướng dẫn cho thanh thiếu niên. Đó là ngày càng có nhiều những thanh thiếu niên có những mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, dẫn đến có thai ngoài ý muốn, rồi đem đến một cái tình trạng là đi phá bỏ nó. Và điều đó có nghĩa là có những mầm sống bé nhỏ, vô tội, đã bị cha mẹ của chúng đang tâm dứt bỏ, mà họ không biết rằng họ đã làm một điều tội ác, và chỉ nghĩ đơn giản là mình vứt bỏ đi một cái gánh nặng cho cuộc sống của mình mà thôi. Và trong tinh thần đó, thưa quý vị, Góc Eva lần này sẽ mời quý vị gặp gỡ bác sĩ Nữ Hằng, bác sĩ chuyên khoa nhi đã từng có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc ở công tác bảo vệ mầm sống, để có thể giúp cho chúng ta hiểu cái sự sống quý giá như thế nào và làm sao để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người gặp những cái tình huống như thế. Và bây giờ Thanh Vân mời quý vị hãy cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Nữ Hằng. Xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã đến với Góc Eva và xin bác sĩ hãy giới thiệu đôi nét về mình. Chào Thanh Vân, cũng kính chào quý khán thính giả Góc Eva. Tôi xin được giới thiệu về mình, bác sĩ Nguyễn Nữ Hằng, chuyên khoa nhi, tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế năm 1984. Cũng đã làm việc tại các cái bệnh viện về chuyên khoa nhi, sau này cũng có làm nội khoa và sức khỏe sinh sản. Là bác sĩ chuyên khoa nhi thì cơ hội nào đã đưa cho bác sĩ đến với lại công tác bảo vệ mầm sống? Vào năm 2003 thì tôi có mở một cái phòng khám bệnh tại quận 9. Nơi đây có nhiều công nhân, sinh viên xa nhà đến ở trọ đi làm, đi học. Và phòng khám của tôi thì chuyên khám về nội khoa, cũng có nhi khoa và có làm siêu âm. Từ đó có một số người đến siêu âm xem có thai, rồi xin bỏ thai. Hầu hết là các em chưa lập gia đình. Với tâm nguyện của một người tin Chúa và làm theo lời Chúa, và lại yêu trẻ nữa, cho nên tôi cương quyết không phá thai mà bảo vệ các cái mầm sống đó. Năm 2005 thì sau khi đã được huấn luyện, tôi và một số anh chị em đã thành lập nhóm công tác bảo vệ mầm sống. Thật là tuyệt vời. Và đó là một công tác hết sức là ý nghĩa đối với chúng ta ngày hôm nay. Và thưa bác sĩ, theo như một số người thì người ta quan niệm là về sự sống của thai nhi đó, thì họ cho rằng khi mà con người có sự sống, thai nhi nó có sự sống khi mà có đầy đủ tất cả tay chân rồi tim phổi, thì lúc đó là thai nhi mới thật sự có sự sống. Thì quan điểm như thế có đúng không thưa bác sĩ? Để chắc chắn là không đúng rồi. Tôi vẫn thường hỏi các chị em mà từng mang thai sinh đẻ rằng là các chị có biết khi nào có sự sống, khi nào tim thai đập, khi nào là tượng hình người không, thì đa phần là không ai biết rõ. Bây giờ thì xin mời các bạn xem một cái clip ngắn về điều kỳ diệu của sự sống. Clip này cho chúng ta thấy sự sống con người bắt đầu trong những ngày giờ đầu tiên, tính theo từng tuần cho đến 12 tuần đầu tiên. Đây là noãn của người nữ, và trong quá trình quan hệ của vợ chồng hoặc là nam nữ thì tinh trùng đó tiến vào và chỉ một tinh trùng vào noãn và hình thành sự sống. Ngay giây đầu tiên đó, nhân của noãn đã phân đôi, phân tư và theo cấp số nhân. Nhiễm sắc thể của noãn kết hợp với nhiễm sắc thể của tinh trùng đã hình thành một cặp nhiễm sắc thể và phân chia rất nhanh. Trong phút chốc đã có 3 tỷ cặp nhiễm sắc thể đã hình thành nên tất cả các cơ quan tạng phủ của thai nhi. 3 tuần rưỡi, tim thai đập. Tim thai đã đập một cách đều đặn với những giọt máu ban đầu để nuôi thai. Trong 5 tuần đầu, hệ thống não, tủy sống đã được hình thành, tạo nên cột sống, ống sống. Và kích thước bây giờ có thể trông thấy được, so với đồng tiền Caesar có đường kính 2,5 cm, trước đó thì trứng thụ tinh cũng rất khó nhìn thấy. Sau 5 tuần, chúng ta sẽ thấy sự sống đã phát triển một cách rất nhanh chóng và rõ ràng. 10 tuần thì càng thấy rõ hoạt động sự sống mạnh mẽ của thai nhi. 6 tuần, sóng não đã phát ra. Sóng não đã phát ra các tín hiệu để có sự nhận biết. Bé có thể nhận biết được tiếng tim mẹ đập, những nhu động ruột của mẹ. Bé có thể nghe tiếng mẹ. Kích thước bây giờ cũng đã lớn hơn nữa, có thể thấy được khá rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy các cử động của thai nhi vẫn còn nhẹ nhàng. Trong thời điểm tuần thứ 6 này, tim tiếp tục đập để đem máu nuôi toàn thân thai nhi và tiếp tục để giúp cho sự phát triển của thai nhi được nhanh chóng. 7 tuần, chúng ta thấy tay của bé, 5 ngón tay dính vào nhau, chưa rời ra.
năm ngón tay đã có từ tuần thứ 5, xong đến tuần thứ 7 thì rõ như cánh quạt. Vào thời điểm 7 tuần, gan cũng đã thực hiện các chức năng của nó, đó là tạo nên máu để nuôi cơ thể và tạo hệ thống miễn dịch để bảo vệ cho thai nhi. 10 tuần, tay của bé rất rõ ràng. Trước đó, ở tuần thứ 7, tay vẫn còn dính vào nhau, nhưng khi được 10 tuần, 11 tuần thì nhìn rõ được những ngón tay trên hai bàn tay. Chúng ta cũng thấy rõ cánh tay, cẳng tay của bé. Kích thước bây giờ cũng đã khá lớn. Ở tuần thứ 7, tay bé vẫn nhẹ nhàng, hai tay cũng như hai chân còn ngắn, chưa dài ra. Giới tính đã có, nhưng chưa phân biệt được là trai hay gái. Và giới tính của bé sẽ tiếp tục được phát triển cho đến tuần thứ 12. Tuần thứ 9, chúng ta có thể nhận ra bé gái, và tuần thứ 12 thì có thể xác định được bé trai. Bây giờ thì người ta sẽ không còn gọi là thai nữa, mà có thể gọi là em bé, bé gái hoặc bé trai. Chúng ta cũng sẽ thấy rõ mắt của bé, mở to ở tuần thứ 7 với sắc tố đen láy, và mắt bé cũng được khép lại sau đó để bảo vệ trong nước ối. Đến tháng thứ 7 sẽ mở ra lại để chuẩn bị chào đời. Tim tiếp tục đập để đem máu nuôi toàn thân của bé, và sự phát triển cứ tiếp tục nhanh chóng trong thời điểm 7 tuần. Cử động tuy nhẹ nhàng, nhưng sau tuần thứ 7 thì cử động của bé rất mạnh mẽ. Bé sẽ có những cử động biết bảo vệ đôi mắt của mình với đôi tay đã rõ ràng. Các ngón tay, cánh tay dài ra, bé đã biết che mắt để bảo vệ. Người ta sử dụng nội soi để quay cho chúng ta những đoạn phim này. Do đó, ánh đèn đã làm cho bé chói mắt và bé biết tự bảo vệ bằng cách đưa tay che. 11 tuần, bé bắt đầu hình thành vị giác. Các mạch máu cũng hiện lên rất rõ. Qua hình ảnh nội soi này, chúng ta thấy rõ ràng từng chi tiết trong sự phát triển của thai nhi, không hề mơ hồ. Ta đang nhìn thấy hình ảnh bé sau 8 tuần, sự sống động của thai nhi với những giờ thai nhi ngủ và thức dậy thì thai nhi tập thể dục bằng cách hoạt động tất cả các cánh tay và chân của mình rất mạnh mẽ, mà y khoa chúng tôi gọi là cơ lực hay là trương lực cơ. Đó là những động tác dứt khoát của chân và tay. Chiều dài thai nhi bây giờ đã là 2,5cm, bằng đường kính của đồng tiền Caesar, bằng khoảng ngón tay út hoặc ngón tay cái của chúng ta. Vào thời điểm tuần thứ 8 và tuần thứ 9, khoảng cuối tháng thứ 2, đầu tháng thứ 3, thai nhi đã có kích thước và đầy đủ hình hài của một con người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát vào khoảng 10 tuần, sự hoàn thiện của thai nhi càng rõ, thậm chí có thể nhìn thấy mắt cá chân. Chín tuần, bé cũng đã có những bập bẹ môi miệng của mình. Bé có thể nói chuyện, bé có thể lẩm bẩm một điều gì đó, bé nghe được tiếng của mẹ. Kích thước bây giờ cũng đã lớn vượt hơn đường kính của một đồng tiền. Bé có thể nói gì đó, chúng ta có thể nói rằng bé có thể tự hỏi rằng một ánh sáng nào đang vào nhà ta. Có thể bé đang lo lắng về điều gì đó không an toàn cho ngôi nhà của mình khi đang có ánh sáng chiếu vào. Bé có thể nghe nỗi lòng của mẹ. Ở đây, chúng ta nhìn thấy tay của bé đang cử động rất rõ ràng với việc bảo vệ đôi mắt của mình. Bé đã biết tự vệ để bảo vệ ánh sáng chói mắt vào mình, và bé giơ tay để che mắt. Thank you.
Vào thời điểm 10 tuần, bé có thể vung tay vào các khoảng không trong lòng mẹ với những cử động của mình để được phát triển nhanh hơn. Và bé cũng có thể nắm một vật trong lòng bàn tay mình nếu như có một dụng cụ nào cần thiết phải chỉnh sửa trong thai nhi hay tử cung mẹ, thì bé có thể chụp lấy dụng cụ của bác sĩ. Mười tuần, kích thước bây giờ cũng đã khá lớn, gấp đôi đồng tiền. Chúng ta thấy được cách hoạt động của bé, cử động rất mạnh mẽ. Bé có thể lộn nhào trong lòng mẹ. Bé có thể co duỗi và làm rất nhiều động tác. Kích thước bây giờ vào khoảng một ngón tay trỏ của chúng ta, tức là khoảng 5cm. 12 tuần, thai nhi đã hoàn chỉnh. Có thể thấy được giới tính bé trai, không cần phải khảo sát nữa. Bây giờ, với kích thước là 5cm. Rồi sau đó, 14 tuần, 16 tuần, 20 tuần, bé cứ lớn lên, 38 tuần là đủ 9 tháng, 40 tuần là thời điểm mà bé có thể lọt ra khỏi lòng mẹ để ra đời. Bây giờ thì bé đã ra đời với tiếng khóc oe oe. Đấy là một sự sống, đúng là một con người rồi. Không chối cãi và ai cũng phải công nhận đây là một em bé, đây là một con người, sự sống đã bắt đầu và mọi người công nhận. Kính thưa quý vị, với đoạn clip vừa rồi, chúng ta thấy rằng y học đã có những tiến bộ vượt bậc để cho chúng ta thấy được cái sự hình thành của sự sống hết sức là kỳ diệu. Và ngay từ khi noãn và tinh trùng gặp nhau thì đã có sự sống, chứ không phải theo một số quan điểm cho rằng là chỉ khi mà thai nhi có đầy đủ các bộ phận như là tim, phổi, tay hoặc chân, thưa quý vị. Và thưa bác sĩ Hằng, theo như bác sĩ là một người tin Chúa, thì bác sĩ có thể cho biết Thánh Kinh nói gì về sự sống? Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 có 27, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Và ở trong Thi Thiên 139 từ câu 13 đến câu 16 đó, tôi xin được đọc ở đây. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Và trong Giê-rê-mi đoạn 1 có 4 câu 5, tôi chỉ đọc cái phần 4b thôi, là trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Qua đó chúng ta thấy sự sống thật là kỳ diệu. Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống và Ngài có chương trình cho mỗi người từ trước khi đặt sự sống đó vào trong lòng mẹ và đã nuôi dưỡng, chăm sóc, bồng ẩm cái sự sống đó ở trong lòng mẹ cho đến khi ra đời. Vâng, sự sống hết sức là kỳ diệu. Và cho dù chỉ là một sinh linh, một mầm sống bé nhỏ thì vẫn có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Ngài yêu thương và bồng ẩm nó, thật là tuyệt vời. Thưa bác sĩ, và xin được hỏi bác sĩ một câu liên quan đến công việc hiện tại bác sĩ đang làm. Đó là khi mà bác sĩ trong một cái quá trình làm việc tại công tác bảo vệ mầm sống, thì theo bác sĩ nhận định thế nào về nguyên nhân khiến cho những người mẹ phải dứt bỏ cái mầm sống ở trong mình? Nguyên nhân mà dứt bỏ mầm sống nó thì khá nhiều, bởi vì do cái lối sống tự do của các bạn trẻ ngày nay dễ dãi trong mối quan hệ trai gái. Các bạn sống thử với nhau như vợ chồng, nhưng khi có thai thì lại không chịu nhận trách nhiệm. Người bạn trai bỏ rơi người bạn gái để cho người bạn gái tự quyết định, và cũng có khi là cả hai đồng lòng rủ nhau đi phá thai. Các em thường nói các lý do như thế này: tại con đang đi học, tại con đang đi làm, chưa cưới, anh ấy đã bỏ con rồi, anh ấy yêu người khác, gia đình không đồng ý. Và ba mẹ con biết thì đánh chết, không cho về nhà. Ngoài ra còn có các cái cặp vợ chồng thì họ cũng quá nghèo, lại vỡ kế hoạch vì đã đủ hai con. Hoặc là một số phụ nữ lớn tuổi, hay là vợ chồng giận nhau, sức khỏe thì yếu kém, bệnh hoạn vân vân. Rất là nhiều cái lý do, nghe ra thì tưởng như chính đáng, nhưng mà sự thật có một cái điều rất quan trọng, đó là hầu hết là họ không biết cái sự phát triển của thai nhi trong những cái ngày tháng đầu tiên. Họ chưa bao giờ xem được cái clip
mà như những gì chúng ta thấy, họ không biết được sự sống bắt đầu ngay giây phút đầu tiên tinh trùng gặp noãn. Họ không hề hiểu được rằng 3 tuần rưỡi tim đã đập, và đó là lúc mà kinh nguyệt của họ mới tới kỳ. Và họ chỉ cần trễ 1 tuần 2 tuần thì 5 ngón tay đã trên bàn tay vào lúc 5 tuần. Và 9 tuần là cái lúc mà thai nhi đã có một cái hình hài đầy đủ của một con người, rất là tỷ lệ cân đối, và có thể thấy được là bé gái, giới tính nữ. Như vậy họ không hề hiểu được, trong vòng 3 tháng đầu tiên là cái lúc mà họ không hề cảm nhận có một cái sự mang thai trong lòng. Thì là họ chỉ tưởng đó chỉ là cục máu mà thôi. Và thưa bác sĩ, là nếu trong trường hợp mà những cái người mà họ muốn dứt bỏ cái mầm sống ở trong mình, thì nhóm bảo vệ mầm sống của mình sẽ làm gì cho họ? Trong những cái trường hợp đó thì chúng tôi đã mời họ xem cái hình ảnh thai nhi qua máy siêu âm. Và thật sự là cái máy siêu âm cũng rất là lợi hại trong cái việc là để tư vấn, giúp cho những người hiểu được cái sự sống. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ tử cung, rồi cái túi thai, và cái sự sống nếu có tim thai đập. Chúng tôi cũng chỉ cho họ thấy tim đập và hình hài của thai nhi, những cử động của tay chân, và những cái hình ảnh thai nhi lộn nhào hay là quay tròn, co duỗi ở trong đó. Chúng tôi cho các em nhìn thấy một sự sống động, và đó là con của các em. Và họ cảm xúc như thế nào, và họ có cái quyết định gì không khi mà được mình giúp đỡ tư vấn như thế? Khi mà chúng tôi cho họ xem như vậy thì họ thường, mà nếu mà trong tâm lý người ta mang thai làm lỡ đó, và đã đi muốn dứt khoát để mà bỏ cái sự sống này, thì họ rất hoảng sợ. Họ không ngờ được rằng là ồ, cả một cái sự sống trong lòng mình. Và thường các em bắt đầu tuôn trào nước mắt, khóc, và bắt đầu nói lên cái nỗi hoảng sợ của mình. Và bây giờ thì các em chỉ nói lên những cái điều là bằng mọi giá phải bỏ, vì tình trạng bế tắc, vì sức là khủng hoảng của các em, vì sự sợ hãi của các em. Bây giờ thì các em quyết tâm phải phá, nhưng thì tôi lại phải tiếp tục giải thích cho các em về các em có biết phá thai là gì không. Đó là những cái sự đau đớn, đó là những cái điều có thể gây tai biến, và có thể là biến chứng về sau, và những cái hậu quả của nó có thể rơi vào hiếm muộn vô sinh. Bây giờ thì các em bắt đầu có vẻ hiểu hơn một chút nữa, nhưng cũng có những trường hợp là vẫn cũng quyết. Tìm cách cương quyết phải phá bỏ cái sự sống đó, bởi vì cái tình trạng của em hoàn toàn rất là khó khăn và bế tắc. Thì bây giờ chúng tôi phải giải thích thêm một cái điều thứ ba nữa, đó là tội lỗi, đó là đau khổ về tâm hồn, đó là sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi về sau khi phá thai. Và điều răn thứ 6 trong 10 điều răn mà rất dễ thuộc, thì có cái điều răn thứ 6 đó là ngươi chớ giết người. Thì đó là một cái điều răn mà tôi nhắc cho các em biết, để các em cẩn thận hơn trong việc mà phải đi dứt bỏ cái sự sống của mình. Thưa bác sĩ, với những cái việc mà mình tư vấn giúp đỡ cho họ như vậy, và nếu mà có những người họ bằng lòng giữ lại cái mầm sống của mình, thì công tác bảo vệ mầm sống có cách nào để giúp cho họ hay không? Trong những cái trường hợp mà người ta mà lại nghe và chịu để giữ thai đó, thì đúng là quả thật là đây là cũng là cái vấn đề mà mình là cái người khuyên bảo, mà mình cũng phải thấy được mình có cái trách nhiệm. Bởi vì người ta đã chọn lựa cái con đường đúng, và ta giữ thai lại, nhưng họ ở trong cái hoàn cảnh của họ là họ phải sợ xấu hổ, họ phải chịu, nếu như mà họ phải chịu nhục nhã đó, họ mà mang thai họ sẽ bị khinh chê. Thì bây giờ mình buộc lòng phải mở cho họ một cái lối thoát. Cái lối thoát trong cái tình cảnh bế tắc của họ đó là phải cho họ một cái nơi để họ trốn, họ ẩn náu. Mà chúng tôi có một cái nhà đó gọi là nhà phúc âm. Chúng tôi tạo cái điều kiện ở đây để giúp cho những cái người rơi vào trong cái vấn nạn này, họ có thể đến đó nương náu, rồi chúng tôi giúp đỡ cho họ để cho họ vượt qua cái tình cảnh mang thai, bụng mang, dạ chữa, và giúp cho đến khi sinh nở, rồi cũng giúp cho họ hiểu được nhiều vấn đề để sau đó họ quyết định là nuôi con hay không. Sau đó họ có quyền để lựa chọn tiếp tục. Như vậy thì đây là một cái giải pháp hết sức là thực tế và rất cần thiết mà chương trình bảo vệ mầm sống đã có thể làm trong những năm tháng qua, phải không thưa bác sĩ? Và rất cảm ơn bác sĩ Nữ Hằng đã chia sẻ những điều hết sức cần thiết cho quý khán thính giả của Góc Eva, và mong ước rằng bác sĩ cùng với những người bạn của mình sẽ cứ tiếp tục trong cái công tác hết sức là quan trọng này, và sẽ có thêm những người đồng lòng, đồng cái tình yêu để có thể giúp đỡ cho bác sĩ trong cái công tác bảo vệ mầm sống.
Thưa quý vị, đề tài hôm nay của chúng ta chưa kết thúc đâu và sẽ còn tiếp tục đến với quý vị trong chương trình lần tới với chủ đề vấn nạn phá thai. Thanh Vân mong ước rằng quý vị sẽ tiếp tục đón theo dõi nhé. Còn bây giờ, Thanh Vân và bác sĩ Nữ Hằng xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.